này. Một đường cầu rất hay. Nhẹ nhàng. Chém cầu hay. Điểm số 10-11 cho Đức Phát. Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream Hùng. Chúng ta đến với trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay. Vòng bán kết trận đấu giữa Lê Đức Phát của quân đội và Nguyễn Tiến Minh của đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Ok, em lên lúc nào đây? Em vừa lên, Minh ạ. Em chào anh ạ. Hùng xin phép bắt đầu cái live stream này hơi sớm một chút cho các vận động viên dạo cầu tí. Đến băng này tuổi rồi. Ngoài sân, nó cảm giác của Nguyễn Tiến Minh tốt thật. Em cảm ơn. Xin chào anh Quang Hải, cảm ơn đã giúp chia sẻ live stream. Vẫn không chết được. Cầu vẫn trong sân. Sợ. Rồi, điểm số đầu tiên cho Lê Đức Phát 1-7. Thanh Tiến Tuấn so hiệu số với Đức Phát, ít điểm hơn lên bị loại mất rồi. Hôm qua Tiến Tuấn đã có một trận đấu rất hay. Hùng cứ tưởng rằng Tiến Tuấn sẽ vào, nhưng mà cuối cùng thì Hải Đăng và Đức Phát cùng vào. Xin chào anh Quang Nguyễn, cảm ơn đã giúp chia sẻ live stream. Đập thoải mái luôn, Tiến Minh chắc thật cảm giác. Ngoài sân. Khi nào giải nghệ anh ạ? Bao nhiêu năm? Không. Tự nhiên có cái tin nhắn mé gì. Bắt hết. Sợ thật. Điểm số 8-3 cho Nguyễn Tiến Minh. Em chào anh Khánh Trắng. Đập cầu rất căng. Tình huống đó cầu qua lưới khả năng Tiến Minh không đỡ được. Ôi. Cầu ngoài sân, điểm số 13 cho Nguyễn Tiến Minh. Trẻ nha. 800 người xem rồi, thiếu 200 người nữa là điều 1K ngay. Cầu vẫn trong sân, Tiến Minh đánh cầu chuẩn lắm mọi người ạ. Điểm số 11-3 trong set đấu thứ nhất. 1-3 trận đấu tiếp tục. Cầu ngoài sân. Xin giới thiệu lại đến tất cả mọi người, phía gần màn hình của chúng ta là vận động viên Lê Đức Phát đến từ đơn vị quân đội. Phía xa màn hình là Nguyễn Tiến Minh, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Tay vợt ngự trị ở đỉnh cao của cầu lông Việt Nam hơn chục năm nay rồi. Tiến Minh đánh quá đơn giản rồi. Vẫn trong sân, hôm nay Đức Phát bỏ cầu nhiều quá. Mười lăm ba.
đập không chết được. Mười sáu ba bên cạnh Hùng Lê đang là vận động viên Đồng Quang Huy, tay vợt giành huy chương bạc vô địch cầu lông trẻ toàn quốc. Hay thế nhở, đẳng cấp thật được. Vẫn không ăn được. Bình tĩnh lắm mọi người ạ. Cầu chém sát như thế, chân của Tiến Minh cực tốt luôn, trụ chắc. Mong chờ trận Hải Đăng với cả Tiến Minh hơn mọi người ạ. Hải Đăng với Tiến Minh đánh căng cầu hơn. Không trên nổi, nhanh quá, nhanh thoăn thoắt. Và Vũ Thị Trang bên kia cũng đang diễn ra rất hay. Hùng cũng đã quay lại ở chất lượng Full HD rồi, vẫn không chết. Ui rồi ôi, đấy đánh cứ phải như anh Minh, đánh hết sức, hết nhiệt tình, tâm huyết luôn. Đối thủ mạnh yếu đều đánh hết sức hết. Né rất nhanh, điểm số 3-0 cho Tiến Minh. Chắt chiều từng quả rất là cẩn thận. 4-0. Đây rồi. Ok, 1k người xem rồi, tuyệt vời quá. Cảm ơn mọi người đã giúp Hùng làm được điều đó. Nói thực, Tiến Minh mà chấp mình 19 quả thì mình cũng là cửa dưới. Ui. Không chết được con anh. Đội điểm 2-5 cho Đức Phát. Đánh với Tiến Minh, nếu đánh cầu dai mà khỏe hơn Tiến Minh thì còn được. Nhưng cơ bản ở Việt Nam chưa có vận động viên nào. Ui sồi ôi, khó ép liên tục, không ăn được. Cầu ngoài sân, hay quá. Điểm số 3-5. 6-3 cho Tiến Minh. Đúng rồi, xem Hải Đăng đánh với Tiến Minh sẽ căng hơn. Ngày mai mọi người xem chung kết là biết. Ui sồi, đơn giản thế nhỉ. Phát làm sao trên cơ Hải Đăng được anh ơi. Đức Phát không trên cơ Hải Đăng được nhá. Em chào anh Thạch Anh. Rồi, điểm 48 cho Đức Phát. Cầu ngoài. Đập cầu ngoài sân. Thậm chí có những lúc đạt đến hơn 3.000 lượt xem chứ không phải 1.000 như này. Cầu ngoài sân. Hello mọi người, nếu mọi người có nhu cầu mua giày vợt cầu lông hay có phụ kiện cầu lông thì có thể liên hệ và ủng hộ Hùng nhá. Cam kết là tất cả những sản phẩm đều chính hãng chất lượng và có bảo hành đầy đủ. Điểm số 17 cho Tiến Minh. Điểm số sân xa kia không nhìn thấy. Phản cầu ngoài sân. Mười một tám sẽ thi đấu nữa, bảo rằng sợ rằng 55 nữa cũng chưa chắc đã có Nguyễn Tiến Minh thứ hai. Không biết là có nói quá hay không. Ừ.
Một đường cầu rất hay. Nhẹ nhàng quá. Chém cầu hay. Điểm số 10-11 cho Đức Phát. Cầu ngoài sân 12-10 cho Tiến Minh. Thấy vợ thua lên mất tập trung thôi à. 11-12. Một pha đập cầu chém rất chìm. Hơi vội. 14-11. Thứ hai là Đình Hoàng gặp Hải Đăng nha mọi người. Rất nhiều người họ mong muốn xem những trận đấu, những giải đấu như thế này nhưng họ không biết xem ở đâu. Rồi. 13-14, khán giả đang hết sức cổ vũ và động viên cho Lê Đức Phát. Đông nha mọi người. Hay quá. Đập cầu tốt. Điểm số 14 đều cho Lê Đức Phát. Ngược điểm lại luôn anh ơi. Mình kém hơn nên là cũng không phân tích được các vận động viên. Đập tốt, 15-14. Vội rồi, 15 đều. Về cuối sân như nào thì dễ xem hơn ạ. Đập cầu tốt, 16-15 cho Đức Phát. Phản cầu rất nhanh từ Nguyễn Tiến Minh. 16 đều, không hiểu vấn đề. Hay quá. 17-16 cho Tiến Minh. Chín mười sáu rồi, cũng không có gì bất ngờ. Đập cầu tốt, điểm số 17-19. Cầu Jonex nha. Hai mươi 17, điểm kết thúc trận đấu cho Nguyễn Tiến Minh. Phản cầu lỗi từ Tiến Minh, 18-20. Tiến Minh đánh nãy giờ cạch cầu mấy lần rồi. Được cầu tốt, 19-20, rất hay. Điểm số 20 đều. Thôi cố đánh xếp 3. Tiến Minh quyết tâm kết thúc trận đấu luôn trong vòng 2 set cho đỡ mệt. Up lên kênh YouTube Sport Hùng Badminton. Tên giống với tên kênh này luôn nha. Mọi người có thể xem lại, đều là ở chất lượng HD hoặc là Full HD hết. 21-22-20. Lần đầu tiên lâu lắm rồi mình thấy Nguyễn Tiến Minh ăn mừng. Tuyệt vời quá. Vẫn là đẳng cấp. Đẳng cấp là mãi mãi. Xin phép mọi người, Hùng xin phép kết thúc livestream ở đây. Sẽ thực hiện livestream mới ở trận đấu sau.